luôn anh em nhé. Combo là anh em chơi phòng mà khoảng 30-40 mét là thoải mái. Cầu hình hôm nay là sẽ gồm có cặp loa Dieto 1000C, cặp này vừa về xong. Cặp này thì sở hữu hai bát 22 anh em nhé. Đây là một cặp loa rất là gấu, hàng dáng cây. Đây, loa thùng Bombay đời cao của hãng, tiếng tốt, hai bát 22, gân là gân thay gân đẹp luôn các bác nhé, gân đẹp thay đã đẹp rồi, tiếng oanh cực kỳ uy lực, hai bát 22 và hai bát thật. Trọng lượng của cặp này nó phải rơi vào khoảng tầm độ trên dưới 80 kg. Trong ly hôm nay em sẽ ghép với cả 7x7 đi các, cho đánh dư lực luôn. Em này công suất 320W nhé, chạy 8 xo sang ken, này hồi gỗ chỉ vàng. Em này đánh rất là bạo lực, bát trùng tép đánh đều rất hay. Cấu hình này anh em có thể kết hợp một chút nghe nhạc được, một chút để anh em kết hợp gọi là amateur anh em hát được nhé, kết hợp với vàng anh em hát được, hát amateur thôi, bởi vì bản chất của dòng này nó là dòng nghe nhạc. Còn với những anh em mà chơi chuyên nghiệp, ví dụ như các shop hoặc anh em thợ hoặc anh em biết chơi một chút, thì kể cả những cái cặp loa nghe nhạc mình hát vô tư, hát thậm chí còn hay luôn, do mình biết cách chỉnh thôi. Chứ anh em không biết cách chỉnh thì nó sẽ hay bị là hay bị đi mất cái con tép này. Nếu mà trường hợp những cái cặp loa mục đích là nghe nhạc, hãng sản xuất ra nghe nhạc mà anh em dùng để hát, anh em không biết chỉnh khi nó rú rít là nó hay bị đi con tép. Cái khác biệt lớn nhất của nghe nhạc và hát là chỗ đấy nhé các bác nhé. Các bác nào quan tâm cấu hình này liên hệ shop nhé các bác.